Chào mừng các bạn đến với Manganime Official. Trong video trước về Asian Gold, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ngoại hình, tính cách cũng như là đặc biệt là quá khứ của nhân vật này. Nhưng một video tiêu điểm thì không thể nào thiếu về sức mạnh của nhân vật, đúng không? Mình là Shin và trong video ngày hôm nay, các bạn đã cùng mình tìm hiểu toàn bộ sức mạnh của tên bạo chúa đầy xương này nhé. Ice Urukon trước đó khi ở trong game là một người chơi đạt cấp độ 100. Số lượng phép thuật tối đa mà một người chơi ở cấp 100 có thể học là 300 phép. Tuy nhiên, Ice đã sử dụng khả năng đặc biệt của mình chính là Dark Wisdom để học và ghi nhớ 718 phép thuật khác nhau. Ngay cả những phép thuật mà anh chưa học được vẫn có thể trở thành một thứ vũ khí để đọc vị năng lực của đối thủ một khi Ice biết về họ. Là một phần của Ice Own Goal, anh dễ dàng được xếp vào top 5 trong số những thành viên trong hội của mình khi nói về kiến thức phép thuật. Mặc dù hệ và khả năng của anh không phù hợp để đấu PvP, Ice Urukon là một PvP hay còn được gọi là một PKE trong Yggdrasil, chứng tỏ anh rất thành thạo trong chiến đấu và phục kích. Và điều này cho phép anh giành chiến thắng trước những người chơi đã từng đấu PvP nhiều lần. Cơ hội chiến thắng của anh trong một trận PvP là khá cao. Tuy nhiên thì Ice vẫn phải thua trước những người chơi có lối chơi hoàn hảo. Bất chấp những khuyết điểm của mình, Ice tự tin rằng anh sẽ không dễ dàng bị đánh bại bởi một người chỉ dựa vào chỉ số cao. Hơn nữa thì anh cũng đã tinh thông những kiến thức được học từ người bạn cùng hội của mình, chính là Bonito Moe về binh pháp chiến đấu. Cuối cùng thì những kỹ năng và kiến thức này trở nên cực kỳ quan trọng đối với Ice khi anh ở tân thế giới. Nhờ đó mà anh trở thành một nhà lãnh đạo quân sự có tài khi cả Nea Bahara và Gustav Monatkes đều cảm thấy thực sự ngạc nhiên và ấn tượng trước năng lực quân sự và kỹ năng chiến tranh du kích cùng với chiến lược của Ice. Và cuối cùng họ đã phải tìm đến anh để xin lời khuyên. Cũng vì thuộc lớp nhân vật Overlord, anh phải tiếp cận với trò chơi một cách tập trung vào các lớp nhân vật và kỹ năng liên quan cụ thể đến ma thuật tử thần. Có nghĩa là anh không tập trung nhiều vào ma thuật chiến đấu thuần túy như những pháp sư khác. Nhiều trường hợp, anh còn thực sự yếu hơn họ trong thực chiến. Ice cũng sẽ không thể được coi là người vĩ đại nhất trong số những người chơi của Yggdrasil. Trong khi đó, có những người chơi khác giỏi hơn anh trong khoản PvP và tỷ lệ sống sót của Ice trước những người chơi mạnh hơn mình là không cao lắm. Mặc dù anh đã giành chiến thắng trong các trận PvP với tỷ lệ đáng ngạc nhiên, nhưng đó chỉ là sau khi bỏ cuộc ở vòng đấu đầu tiên của mỗi trận đấu. Vì rất thành thạo trong việc sử dụng thông tin đã thu thập được, kỹ năng và kỹ thuật của Ice cao một cách bất ngờ. Ngược lại thì nếu anh chiến đấu với một đối thủ mà anh chưa từng gặp bao giờ, khả năng bị đánh bại cũng rất cao. Ice hoàn toàn nhận thức được khả năng của mình và vô cùng biết ơn nếu anh không gặp phải một kẻ thù hùng mạnh mà anh không biết gì trước đó. Trong thời gian ở Yggdrasil, Ice đã dành ít nhất 1 năm để ghi nhớ từng vị trí của bảng điều khiển dùm chiêu của mình. Ice luôn cảm thấy rằng thành tích PvP tốt của anh là do sự siêng năng đối với vấn đề này. Hơn nữa, Ice thuộc về loại Azers. Đối với Gui Ice Urukon, Azers là những người chơi về lớp nhân vật có thể thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và Ice đã sử dụng những vật phẩm rơi ra từ PvP King, xác của những người chơi khác để học nhiều phép thuật khác nhau. Vì vậy, anh thường được đặt ở vị trí này trong các cuộc đột kích trong ngục tối. Tuy nhiên thì anh không được giao vị trí này vì anh có thể sử dụng nhiều phép thuật khác nhau mà bởi vì anh có thể sử dụng những phép thuật phù hợp cho những tình huống thích hợp. Vì phải xử lý nhiệm vụ khó khăn này nên Ice được ưu tiên đối với các xác sống của PvP King, một dấu hiệu cho thấy niềm tin của đồng đội đặt vào khả năng của anh. Trong tân thế giới, vì Ice không đánh giá thấp đối thủ của mình và thận trọng với họ, anh có xu hướng lập kế hoạch chiến đấu trước khi sẵn sàng giao chiến. Ice sẽ chuẩn bị và tận dụng bất kỳ lợi thế nào có thể để đi trước đối thủ một bước, bao gồm thu thập các vật phẩm bằng tiền mặt, sử dụng trang bị của các thành viên trong bang hội hoặc tự tăng sức mạnh cho bản thân trước khi tấn công. Là một Magic Caster bí ẩn, Ice còn là một nhà chiến lược và chiến thuật, có thể cầm cự trong trận chiến ngay cả khi đối thủ là một chiến binh. Điều này được thể hiện khi anh đánh bại Santir, kẻ tình cờ trở thành đối thủ khó nhằn đối với các chiêu thức chiêu hồn và triệu hồi của anh. Nếu Ice đã chuẩn bị trang bị cho trận chiến, sau khi xem xét khả năng và kỹ năng của đối thủ và lên kế hoạch chiến thuật, anh sẽ khá tự tin vào khả năng chiến thắng của mình. Đối với một Magic Caster như Ice, việc lựa chọn vũ khí của anh lại rất hạn chế, chủ yếu là gậy, dao găm và những thứ tương tự như vậy. Mặc dù Ice không thể sử dụng một số loại vũ khí do hạn chế về đẳng cấp của mình, nhưng thực tế có nhiều cách để vượt qua những trở ngại đó. Đặc biệt, những vật phẩm như trường kiếm được truyền ma thuật có thể loại bỏ đi hạn chế đẳng cấp đó và cho phép anh sử dụng. Hơn nữa thì anh sửa đổi các vật phẩm của tân thế giới, chẳng hạn như vũ khí nguyên tố Frostbane để sử dụng thần chú Icy Burst. Đồng thời, trong khi một chiêu khác như chiến binh hoàn hảo vẫn còn hiệu lực, anh không thể sử dụng các phép thuật còn lại của mình. Ở dạng đó thì anh cũng có thể bỏ qua các hạn chế về đẳng cấp, cho phép anh trang bị các vật phẩm mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào của lớp nhân vật. Mặt khác, Ice có thể sử dụng liên kết tinh thần với quái vật được triệu hồi của mình để chỉ huy chúng. Tương tự như vậy,
Ice cũng có thể gửi một loại mệnh lệnh tinh thần khác tới thuộc hạ của mình, được sử dụng để kích hoạt khả năng của vũ khí cho các phương tiện tấn công trong trận chiến. Tương tự như những người bản địa của Clementine ở Tân Thế Giới, anh có khả năng giải phóng quả cầu lửa hoặc phép thuật thuộc nguyên tố acid từ một vũ khí giống như giày cao gót, nhưng chỉ khi những Magic Caster như Brutal Paradin sử dụng phép thuật của riêng họ. Ngoài ra thì Ice thậm chí có thể sử dụng một kỹ năng không xác định để tạm thời tăng các phép thuật cấp 1 của mình lên tương đương với phép thuật cấp 10. Ngoài ra, Ice nói rằng anh có một lá chắn đòn tấn công được kích hoạt để chống lại thuật bói toán, ngăn những kẻ thù như Sunlight Scripter quan sát. Với kết giới đang được sử dụng, anh cũng có thể liên kết một phép tấn công cấp cao hơn khác loại của anh như một vụ nổ tấn công lại người sử dụng phép thuật bói toán. Bên cạnh đó thì khả năng kháng phép của anh hoàn toàn có thể vô hiệu hóa ảnh hưởng của các phép thuật cấp thấp cho đến cấp trung, bất kể phép thuật đó mạnh đến mức nào. Khi cận chiến trực tiếp, sức mạnh của Ice bắt nguồn từ kiến thức và kinh nghiệm chiến đấu trước đây trong thời gian ở Yggdrasil, sử dụng nó để chống lại người bản địa Tân Thế Giới và các kỹ năng võ thuật của họ. Tuy nhiên, đồng thời thì anh cũng trao dồi và học thêm kiến thức mới, cộng với kinh nghiệm dựa trên những cuộc gặp gỡ với Gazeth và Clementine. Hiện tại thì anh đang luyện tập liên tục với Cocytus với tư cách là một chiến binh, sau đó thử nghiệm thông qua việc chiến đấu. Những nỗ lực như vậy cũng được thể hiện trong trận chiến của Ice với Võ Vương bằng cách sử dụng các khả năng khác như hào quang tuyệt vọng hoặc cảm ứng tiêu cực. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với những kỹ năng của Ice Urukol. Tuy nhiên, thì như đã nói ở trên, anh có tới 718 phép thần thông biến hóa, và nếu liệt kê hết thì chắc video này sẽ dài đến vài tiếng, cho nên là chúng ta hãy cùng điểm qua một số khả năng cơ bản thôi nhé. Đầu tiên là những kỹ năng của lớp nhân vật Overlord: sát thương kỹ năng cấp 4, miễn nhiễm với acid, nhìn xuyên thấu, hào quang bóng tối, tạo undead cấp cao, cấp trung và cấp thấp, linh hồn bóng tối, thông thái bóng đêm, hào quang tuyệt vọng, miễn nhiễm với điện, miễn nhiễm với phép thuật bậc cao, miễn nhiễm với băng, cảm ứng tiêu cực, miễn nhiễm tiêu cực, tiếng nói ác quỷ, xác định tình trạng thiệt hại, kháng sát thương từ đòn chém, kháng sát thương từ đòn đâm, kháng hiệu ứng kiểm soát xác sống, cảm nhận sinh vật undead, tạo undead cấp trung úy, chống lại đòn tấn công mang tính chất ác ma. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các kỹ năng cơ bản của tộc undead. Kháng các đòn tấn công sinh học, nhận thêm sát thương từ các đòn tấn công liên tục, miễn nhiễm sát thương chí mạng, nhìn trong bóng tối, từ chối tử thần, miễn nhiễm bệnh tật, nhân đôi sát thương hệ lửa, không cần ăn uống và hít thở, miễn nhiễm thất thoát năng lượng, nhận thêm sát thương từ các đòn tấn công mang tính ánh sáng và thần thánh, miễn nhiễm đòn tấn công tâm trí, kháng phép chiêu hồn, miễn nhiễm tê liệt, kháng hình phạt vật lý, miễn nhiễm độc, phục hồi năng lượng tiêu cực, không cần ngủ. Không thể không kể đến những kỹ năng thuộc lớp nhân vật như phép cường hóa chết ngay tức thì, nâng cao kỹ năng tạo sắc sống, hào quang undead, tạo undead, thống lĩnh undead, cường hóa sức mạnh của undead. Vẫn còn nhiều chiêu lắm, kể hết thì chắc đến sáng mai, nên là chúng ta hãy cùng đến với những chiêu thức còn lại của Ice mà mình thích nhất nhé. À, trước đó mình dịch các kỹ năng sang tiếng Việt để các bạn hiểu hơn về chức năng của nó. Còn ở phần này, mình sẽ nói rõ hơn từng chiêu thức, cho nên là mình sẽ giữ nguyên tên tiếng Anh nhé. Thứ nhất chính là Gate, triệu hồi một cánh cổng dịch chuyển, cho phép một lượng lớn người di chuyển qua một khoảng cách xa. Nó không có giới hạn về khoảng cách và có 0% khả năng dịch chuyển sai địa điểm. Nó được coi là cấp cao nhất của phép dịch chuyển. Khả năng thứ hai chính là Wish Upon a Star, một câu thần chú siêu cấp sử dụng điểm kinh nghiệm của Ice để ban điều ước hoặc hơn cả thế nữa. Ice có thể thi triển nó bằng cách sử dụng một vật phẩm đặc biệt, nhưng có vẻ như anh cũng đã học được chiêu này. Ở Tân Thế Giới thì khi sử dụng phép thuật siêu cấp, có cảm giác như thông tin mới được nhập vào tâm trí anh và chúng hoạt động khác với Yggdrasil. Mặc dù nó vẫn tiêu tốn điểm kinh nghiệm, Wish Upon the Star hiện là một phép thuật siêu cấp có thể biến điều không thể thành có thể. Tuy nhiên thì nó không thể vượt qua hiệu ứng mạnh mẽ của các vật phẩm thế giới. Khả năng thứ ba chính là Great Fortress, phép thuật cấp 10 triệu hồi một pháo đài hùng mạnh hoặc một tòa tháp cao 30m trong không khí loãng. Trong Yggdrasil, bất kỳ ai trong cùng đội đều có thể mở những cánh cửa đó chỉ bằng cú chạm, nhưng tất cả những người khác sẽ phải phá vỡ chúng. Khả năng thứ tư chính là The Goal of All Life is Death. Kỹ năng đặc biệt này là một trong những khả năng mạnh nhất của Ice và đến từ cấp độ tối đa, tức cấp 5 trong Eclipse. Eclipse là một trong những lớp nhân vật khó kiếm nhất vì nó đòi hỏi một Overlord với những phép thuật chuyên về chiêu hồn và phép thuật thuộc loại chết tức thì. Lớp nhân vật Eclipse cho phép người chơi trở thành chúa tể của cái chết thực sự, một Eclipse tiêu hao sự sống. Nó tăng cường hiệu quả cái chết tức thì của phép thuật và kỹ năng đến mức bỏ qua bất kỳ khả năng miễn nhiễm hoặc kháng và giết mục tiêu sau một khoảng thời gian nhất định. Ai sử dụng kỹ năng đặc biệt này với phép thuật mở rộng
Cry of the Banshee và giết mọi thứ trong phạm vi 100m. Thời gian hồi của kỹ năng đặc biệt này là 100 giờ. Không thể chống lại các phép thuật tử thần được tăng cường bởi kỹ năng đặc biệt này, trừ khi sử dụng hiệu ứng hồi sinh lên bản thân trong vòng 12 giây. Kỹ năng đặc biệt này cũng được coi là con át chủ bài của lớp nhân vật Eclipse. Kỹ năng thứ 5 có tên là Time Stop. Phép thuật cấp 10 có chức năng ngăn chặn kẻ thù trong một khoảng thời gian cụ thể. Không có đòn tấn công nào hoạt động hoặc có thể được sử dụng trong khi thời gian đang dừng. Phép thuật này có thể được áp dụng với phép thuật câm lặng. Mà khoan, is that a JoJo reference? Khả năng thứ 6 chính là Gravity Maelstrom. Đây là một quả cầu trọng lực màu đen xoắn ốc và ai sử dụng một loại ma thuật tối đa hóa thông qua nó. Khả năng thứ 7 chính là Fallen Down. Khi thi triển câu thần chú siêu cấp, Ice kêu gọi một cột ánh sáng xanh khổng lồ từ bầu trời sẽ cháy sáng và nóng đến mức khiến nó trông giống như cả thế giới đã biến thành màu trắng. Sau một vài giây thì nó sẽ để lại một khu vực bị thiêu rụi thành một đống than và không còn sự sống. Phép thuật này gây sát thương lớn, đặc biệt là đối với kẻ thù thuộc một loại Undead. Khả năng thứ 8 chính là Shark's Cyclone. Câu thần chú tạo ra một cơn lốc xoáy cao 100m với đường kính là 50m. Trong cơn lốc xoáy là những con cá mập dài 6m đang trực chờ nuốt chửng bất kỳ ai không may mắn bị hút vào bên trong. Kỹ năng thứ 9 chính là Black Hole. Phép thuật tạo ra một khoảng trống hấp thụ kẻ thù vào bên trong. Kỹ năng thứ 10 chính là Reality Slash. Phép thuật cấp 10 thuộc loại hàng đầu về khả năng gây sát thương nhưng tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Câu thần chú được coi là phiên bản nhỏ hơn của Warbreak bằng cách sử dụng Triplet Maximize Magic. Ice tạo ra 3 đòn tấn công tự cắt đứt không gian. Nó có khả năng cắt xuyên qua chính lớp không gian và một đòn đánh từ phép tấn công mạnh mẽ này có thể bất chấp hầu hết mọi hình thức phòng thủ ma thuật. Kỹ năng thứ 11 có tên gọi là Perfect Warrior. Phép thuật cho phép Ice chuyển đổi các cấp độ ma thuật của mình thành số cấp độ chiến binh tương đương. Bằng cách sử dụng phép thuật đó, anh có thể tạm thời trở thành một chiến binh cấp 100. Nó cũng mang lại lợi ích là có thể sử dụng một số loại vũ khí và áo giáp mà thông thường sẽ yêu cầu các lớp nghề nghiệp cụ thể để tiếp cận mà không bị trừng phạt, bao gồm sử dụng tự do bất kỳ vũ khí nào và khả năng của nó. Tuy nhiên thì có nhiều điểm hạn chế đối với câu thần chú này. Điểm yếu đầu tiên đó là anh không thể sử dụng các loại phép thuật khác trong khi phép thuật đang có hiệu lực. Ngoài ra thì anh sẽ không thể đạt được bất kỳ kỹ năng chiến binh đặc biệt nào từ câu thần chú và điểm năng lực được tinh hoàn lại. Và điểm năng lực được tính toán lại của anh sẽ thấp hơn một chiến binh thực tế. Thứ hai đó là duy trì phép thuật biến hình và các phép thuật khác sẽ làm giảm tỷ lệ hồi phục năng lượng và năng lượng của anh sẽ xuống mức 0. Hình thức này vẫn đủ để chiến đấu với những chiến binh hạng 2 như Linh Mục hoặc tương tự, nhưng ai sẽ không có đủ cơ hội chiến thắng đối thủ là một chiến binh chuyên nghiệp. Nghe đã thấy ngầu lòi với cả mạnh vãi trưởng ra đúng không các bạn? Giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những vật phẩm mạnh nhất của anh Sương nhé. Thứ nhất chính là nhẫn của Ice Urugol. Ice có tới 10 loại nhẫn với các năng lực khác nhau, nhưng đặc biệt nhất chính là loại nhẫn này. Nhẫn của Ice Urugol là một loại nhẫn chỉ được sử dụng để đi lại trong lăng mộ Nazarick vĩ đại. Nó cho phép người đeo nó di chuyển tức thì đến bất cứ đâu trong giới hạn của lăng mộ, ngoại trừ một số khu vực cụ thể. Ngoài ra thì nó cũng có khả năng thay đổi kích thước ngay lập tức để phù hợp với kích thước ngón tay của người đeo. Hơn nữa thì bất kỳ thành viên nào của bang hội Ice Urugol đeo chiếc nhẫn đó sẽ tự động xuất hiện trong phòng bàn tròn khi họ đăng nhập vào trò chơi, trừ những trường hợp đặc biệt. Ice hiếm khi đeo chiếc nhẫn này vì sức mạnh của nó luôn tác động liên tục lên anh. Sức mạnh của chiếc nhẫn không thể bị hủy bỏ dễ dàng như vậy trừ khi Ice tìm hiểu nó trước. Những nơi mà chiếc nhẫn này không thể dịch chuyển người đeo nó tới chính là phòng ngai vàng và phòng cá nhân của các thành viên trong bang hội. Vì Nazarick được bố trí để chặn ma thuật dịch chuyển vào bên trong hoặc bên trong chính nó, chiếc nhẫn rất tiện dụng và hữu ích trong một số trường hợp nhất định. Lỗ hổng duy nhất của chiếc nhẫn là trong khi nó cho phép người sở hữu dịch chuyển tự do trong Nazarick, nó chỉ có thể dịch chuyển thẳng đến các phòng được đánh dấu là quan trọng hoặc đặc biệt. Vật phẩm thứ hai có tên gọi là quyền trượng của Ice Urugol, là loại vũ khí có phẩm chất cao nhất. Quyền trượng của Ice Urugol có khả năng tạo ra những phép thuật bậc cao và được tạo ra để chỉ Momonga sử dụng chứ không phải ai khác. 7 viên đá quý trong miệng rắn của quyền trượng đều hoàn toàn được tạo thành từ các đồ tạo tác cấp thần thánh với sự liên kết nguyên tố của mặt trời, mặt trăng, trái đất, lửa, gió, nước và thời gian. Cây trượng sở hữu khả năng sử dụng từng phép thuật được phong ấn trong mỗi viên ngọc nói trên. Vì khả năng chúng đều thuộc một bộ hoàn chỉnh nên việc chúng cùng nhau mở ra sức mạnh thậm chí còn lớn hơn khả năng cơ bản của chúng. Như vậy, sức mạnh của quyền trượng vượt xa một vật phẩm cấp độ thần thánh. Trên thực tế thì nó gần như ngang hàng với vật phẩm thế giới do lượng năng lượng được truyền vào. Toàn bộ 7 viên ngọc được gắn trong cây quyền trượng đều chứa đựng những phép thuật cấp cao mạnh mẽ. Ví dụ, với sức mạnh từ viên ngọc đỏ trong quyền trượng, người dùng có thể triệu hồi ít nhất một nguyên tố lửa nguyên thủy mỗi ngày. Theo ai thì việc triệu hồi quái vật cấp cao như vậy chỉ là một phần rất nhỏ so với toàn bộ sức mạnh của nó.
Ngoài ra thì cũng có thể triệu hồi những quái vật cấp rất thấp như sói ánh trăng thông qua việc sử dụng quyền trượng của Ice Urukon. Các quái vật được triệu hồi từ quyền trượng không tồn tại vĩnh viễn. Chẳng hạn như hầu hết các quái vật được triệu hồi bằng ma thuật, đây là tác giả Kugane Maruyama xác nhận. Nếu chủ bang hội bắt đầu trang bị loại vũ khí này, nó sẽ cho phép người dùng nâng cao kỹ năng chủng tộc của họ. Ví dụ, một khi được trang bị bởi Ice, nó có thể tăng cường hiệu ứng của hào quang chết chóc, một kỹ năng của chủng tộc đến mức sức mạnh của quyền trượng này có thể ảnh hưởng đến các NPC, thậm chí cấp 100. Trong khi đó thì vũ khí của bang hội này cũng có thể tăng chỉ số của anh lên con số cao hơn. Mặt khác thì nó cung cấp cho chủ bang hội các quyền, đặc quyền và khả năng sử dụng các bộ phận và chức năng khác nhau bên trong lăng mộ Nazarick vĩ đại. Với quyền hạn của nó, thậm chí có thể ghi đè một số cài đặt hoặc quyền truy cập bị hạn chế và sau đó chỉnh sửa lại chúng, giống như kho lưu trữ của NPC tùy chỉnh. Điều quan trọng, tính năng mạnh nhất của quyền trượng của Ice Urukon là hệ thống tham gia tự động của nó. Trong chiến đấu thì Ice có thể kích hoạt nó để chuyển sang chế độ đánh tự động. Sau khi cây trượng tuân theo mệnh lệnh của anh, nó sẽ bắt đầu tự di chuyển độc lập khỏi Ice để tấn công kẻ thù. Chia sẻ mối quan hệ tinh thần với Ice, cây trượng sẽ tự động chọn những phép thuật thích hợp nhất để sử dụng và thi triển lên kẻ thù mà không yêu cầu bản thân anh thực hiện phép thuật. Nó có thể đọc và hiểu suy nghĩ của Ice, biết rõ anh đang muốn gì và thực hiện nó theo cách nào đó mà không cần đợi lệnh của anh. Hơn nữa, sức mạnh của vũ khí này có thể phát ra với hào quang xung quanh chính nó khi được sử dụng. Với vũ khí trong tay, Ice hồi sinh một NPC tùy chỉnh đã chết như Sanchir, sống lại miễn là có đủ số lượng vàng cần thiết tương ứng. Vật phẩm thứ ba có tên gọi là quả cầu của Momonga. Vật phẩm thế giới mà Ice sở hữu rất linh hoạt, có nhiều sức mạnh khác nhau. Ví dụ, một trong những sức mạnh này rất hiệu quả để chống lại rồng. Trong web novel, Ice lưu ý rằng quả cầu màu đỏ là một vật phẩm thế giới và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn miễn là anh tiếp tục sử dụng nó. Mặc dù Robert Dick dùng nắm đấm của mình để đánh vào quả cầu màu đỏ, thứ mà anh cho là điểm yếu của Ice, nhưng độ cứng của vật phẩm thế giới này đủ để dễ dàng chịu đòn của Walker. Nắm đấm của anh ta bị đẩy lùi bởi độ cứng của vật phẩm thế giới, đẩy lại một độ giật đáng kinh ngạc trên vũ khí giống như găng tay của Walker, và lúc đó chiếc găng hoàn toàn vỡ ra. Vật phẩm thế giới này sử dụng điểm kinh nghiệm khiến Ice giảm 5 cấp độ mỗi lần sử dụng. Và vừa rồi là một số thông tin cơ bản về sức mạnh của nhân vật Ice Urukon trong series Overlord mà chúng mình muốn đưa đến cho các bạn. Tiêu điểm và nhân vật tiếp theo trong series này rất an toàn do các bạn quyết định. Vì vậy, hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình biết nhé. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Manga Anime Official để chúng mình làm ra nhiều video hay nữa trong tương lai. Và điều đó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.